vị và các bạn đang đến với những thông tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền Việt Nam. Và hôm nay ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khá là oi nóng phải không ạ? Đây là một ngày tạm giảm mưa ở toàn khu vực Nam Bộ. Vào sáng sang chiều mai thì 24 tháng 5 ở khắp khu vực Nam Bộ lại có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khả năng là mưa to sẽ tập trung nhiều ở miền Trung Nam Bộ và ven biển phía đông của miền Tây. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Riêng các đô thị như là thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh đề phòng ngập úng. Vào thời điểm ngập thì lái xe đi qua những đoạn đường ngập thì chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều vấn đề như là xe chết máy. Nguy hiểm hơn là khó nhìn thấy các ổ ga, ổ voi, các hố ga, cống mất nắp. Vì vậy mà quý vị hãy chú ý quan sát, thăm dò mức độ ngập của đoạn đường rồi mới quyết định có đi qua hay là không. Và nếu có những cái tuyến đường khác không ngập á, thì dù có xa nhưng an toàn thì chúng ta hãy lựa chọn, bởi vì an toàn của chúng ta là trên hết phải không ạ? Thời gian mưa ngày mai vẫn tập trung vào buổi chiều, còn sáng và trưa trời nắng ráo và nhiệt độ tại Đồng Phú, Biên Hòa, Châu Đốc với 35 độ, còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Phú Quốc và các nơi khác là 31 cho đến 34 độ C. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết biển. Ở trên biển thì huyện đảo Hoàng Sa có nơi mưa vài nơi thì tầm nhìn xa trên 10 km, gió giật cấp 3, cấp 4. Và ở khu vực Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa, vùng ven biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang tiếp tục có mưa dông kèm theo nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh. Những tàu thuyền đi qua khu vực này hãy quan sát và chú ý nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin dự báo thời tiết trên VTV9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.